Với các cầu thủ Việt phương Đông thì họ đã trải qua 4 trận đấu tại vòng bảng và đội bóng này cũng đã có được 10 điểm sau khi kết thúc vòng bảng để có thể dẫn đầu trên bảng xếp hạng ở một bảng đấu có sự góp mặt của LOC. Trong khi đó với các cầu thủ bên phía TG ở một bảng đấu có sự xuất hiện của Đại Từ thì họ cũng đã vượt qua những đội bóng khác đánh giá thấp hơn như là GMB Media, Dầu Khí Đông Á cùng với Lộc Anh Ti để có được 9 điểm và đoạt tấm vé sớm lọt vào vòng tứ kết. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống sút phạt đầu tiên trong trận này đến từ các thủ Việt phương Đông và đó là pha dứt điểm của Long Thổ. Tình huống tấn công dành cho các thủ TG rất nguy hiểm. Linh Ibra, TG cũng đã có một pha lên bóng tương đối tốt nhưng thủ thành của Việt phương Đông Mậu Kawin băng ra kịp thời để ngăn chặn cú sút tới từ vị trí của Linh Ibra. Đường chuyền vào, pha chuyền bóng khá nhanh. Linh Ibra, cơ hội dành cho các thủ TG. Linh Ibra, pha xử lý quay của Linh Ibra, 1-0 dành cho TG. Chúng tôi đã nhắc rất nhiều về việc Linh Ibra tại cúp VSCS 4 liên tục chơi hay, có những tình huống xử lý cá nhân mà Linh Ibra cho thấy được hiệu quả rất cao của mình. Đây là khoảnh khắc mà Linh Ibra đã ghi bàn bằng chân trái. Linh Ibra, đây là trung tám, rất bình tĩnh trung tám. Trung tám định đẩy bóng sang chân trái để có thể dứt điểm. Cơ hội phản công dành cho Việt Phương Đông, không được. Long Thổ, đường chuyền vào của Long Thổ rất nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm, không vào. Đó là cơ hội rõ nét nhất từ đầu trận đến với cao thủ Việt Phương Đông. Cú sút của Duy Nam, bóng lại đi ra ngoài khung thành. Quá đáng tiếc cho cao thủ Việt Phương Đông trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền về cho Hưng Esele. Bây giờ thì TG sẽ chơi chậm. Họ không có lý do gì để đẩy lên quá cao và áp sát. Đó là khoảnh khắc mà Hưng Nghê Sơ Lê suýt chút nữa đã trở thành tội đồ. Tại giải đấu năm nay thì không ít lần Hưng Nghê Sơ Lê đã khiến cho hàng thủ của TG gặp khó với những pha xử lý thiếu cẩn trọng của mình. Trung tám, quá hay. Nhưng đường chuyền cuối của trung tám thì lại không thể đến được với vị trí của Linh Ibra. Đường chuyền hơi với bóng. Sẽ được nhắc tới rất nhiều siêu phẩm từ những tình huống đá phạt, rất nhiều pha bóng mà Long Thổ đã tạo ra một cách đột biến. Long Thổ, và dứt điểm ngay của Long Thổ đúng như những gì mà chúng ta đã dự đoán. Bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía TG và sau đó chạm tiếp vào xà ngang. Một pha bóng hú vía cho khung thành của Hưng Nghê Sơ Lê. Lực PP rất thay Linh Ibra. Cú chạm bóng trong nhịp đầu tiên đã khiến cho Linh Ibra gặp khó rồi. Và sẽ làm quả đá phạt góc dành cho cao thủ TG. Duy Nam, quan trọng là cao thủ Việt Phương Đông sẽ cần phải kiên định với lối chơi của họ. Mất bóng rồi, nguy hiểm quá. TG tấn công nhưng đó là một khoảnh khắc mà lực PP đã chuyền chạm bóng không đẹp dành cho đồng đội. Long Torres đã di chuyển vào phía trong khung thành. Đường chuyền không quan sát một cách kỹ lưỡng của lực PP. Toàn bộ cầu thủ bên phía TG đã lùi về phần sân nhà của họ. Với cách chơi này thì cao thủ Việt Phương Đông sẽ phải cẩn trọng với những tình huống phản công nhanh. Long Thổ, đường chuyền của Long Thổ rất nguy hiểm, sai lầm rồi. Làm gì đây? Đó là khoảnh khắc mà Nhiệm Ma là người đã ngăn cản tình huống dứt điểm của cầu thủ bên phía Việt Phương Đông. Rất đáng tiếc. Chưa bao giờ chúng ta thấy bàn thắng tới gần như vậy cho cầu thủ Việt Phương Đông ở trong trận đấu này. Đường chuyền về, cơ hội không vào. Đó là cú dứt điểm của lực PP. Cơ hội. Những
những thời cơ liên tiếp để TG có thể chấm dứt những hy vọng của Việt Phương Đông trong trận đấu này. Có vẻ như Nhiệm Ma cũng sẽ chuẩn bị rời sân. Rất nguy hiểm, trung đầu to. Dấu hiệu hụt hơi được thấy rất rõ trong tình huống vừa rồi của trung đầu to. Cũng là một trận chung kết sớm giữa Đại Từ và LC. Trận đấu có nhiều ngôi sao. Lúc này thì trận đấu giữa Thiên Khôi và Tùng Anh vẫn đang có tỷ số hòa 1-1. Không loại trừ khả năng là sẽ có loạt đá luân lưu trong ngày hôm nay. Long Torres, cơ hội dành cho TG. Hơi chậm, Long Torres đã hơi chậm mở tiếng này. Bộ đã trôi qua. Pha chuyền bóng của Đức Bình. Ngọc Trượng. Đang là Ngọc Trượng. Sao lại sao chung? Chuyển đến vị trí của Long Thổ nhưng không thành công. Rachin Belo. Rachin Belo. Cầm bóng rất chắc chắn. Trung 8. Trọng Kiệt mất bóng rồi. Trung đầu to. Vẫn đang là trung đầu to. Cú sút quá hay của trung đầu to. Trong tình huống vừa rồi từ thủ thành, Mậu Kha Win đã là người chơi xuất sắc hơn. Long Thổ đường truyền cho đồng đội. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là khoảnh khắc cứu thua của Hưng Lê Sơ Lê. Cơ hội. Toàn Mường đã có một tình huống xử lý chưa thực sự quá hay. Long Thổ đối đầu với Rachin Belo. Đó là pha va chạm giữa Toàn Mường và ngoại binh bên phía TG. Thẻ vàng sẽ được rút ra dành cho Toàn Mường. Càng về những phút cuối trận thì các thủ bên phía Việt Phương Đông họ đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Pha va chạm không đáng có một chút nào. Long Thổ. Và chuyển ra lên phía trên của Long Thổ. Đây là khoảnh khắc mà Hưng Nghê Sơ Lê cũng đã làm chủ tình hình. Trung đầu to, cơ hội để kết thúc trận đấu này dành cho TG. Nhiệm Ma, Nhiệm Ma. Nhiệm Ma, cơ hội tiếp theo. Tỷ số là 2-0 dành cho TG và đó có lẽ là khoảnh khắc quyết định trong trận đấu này. Mọi thứ sẽ chấm hết với Việt Phương Đông. Cú sút điểm đầu tiên của Nhiệm Ma đã khiến cho thủ thành Mậu Ga Win gặp rất nhiều khó khăn. Và trong pha sút bóng tiếp theo thì trung đầu to đã quá dễ dàng để có thể ghi bàn. Mậu Ga Win chỉ xuất sắc ở một tình huống đầu tiên thôi. Long Thổ đẩy bóng xuống đáy biên, cơ hội không vào. Và đó cũng là khoảnh khắc khép lại trận đấu ngày hôm nay. Chiến thắng 2-0 dành cho TG trước Việt Phương Đông.